Người vợ Ukraine 20 năm ở Việt Nam chăm chồng đột quỵ. Chồng về nước được 1 năm thì bị đột quỵ, liệt toàn thân. Stelana bán hết nhà cửa quay sang Việt Nam, một mình xoay sở đủ cách chăm chồng, nuôi con. Đã gần 20 năm, kể từ ngày ông Thắng lâm bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân, Stelana dường như đã quen với cảnh vợ chồng ở viện nhiều hơn ở nhà. Tình yêu của họ bắt đầu từ năm 1988. Hai năm sau, họ kết hôn. Năm 2000, anh bàn với vợ, mình và con gái 9 tuổi về Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, hứa công việc ổn định sẽ đón cả chị và hai con trai sang đoàn tụ. Chồng về nước được 1 năm, thì Stelana nghe tin anh đột quỵ, giữ được tính mạng nhưng liệt toàn thân. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy bế tắc cùng cực, nhưng rồi lại tự dặn lòng phải cố gắng, biết đâu có phép màu xảy ra. Người phụ nữ 55 tuổi hồi tưởng cú sốc 20 năm trước. Sang Việt Nam chăm chồng, hàng ngày Stelana dậy rất sớm nấu ăn cho cả nhà, rồi ngồi xoa bóp chân tay để chồng đỡ đau nhức. Để đưa chồng xuống ghế ngồi, người vợ phải dùng hết sức xốc lên vai rồi di chuyển từng bước nhỏ. Stelana nói, nếu không làm vậy, chồng nằm lâu trên giường lưng hông dễ lở loét. Ngày khỏe mạnh không sao, có lúc chồng con cùng ốm, bản thân mệt mỏi không dậy nổi, nằm trên giường mà nước mắt chị chảy ướt gối. Thế nhưng, khóc xong chị lại ngồi dậy làm việc vì cả gia đình chỉ dựa vào mỗi mình. 20 năm ở Hà Nội, người phụ nữ Ukraine chỉ về nước một lần để bán hết nhà cửa, đồ đạc, xe cộ và cả nhận đính hôn, mang tiền sang chữa bệnh cho chồng. Hơn 2 năm chồng ốm, tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt, Stelana quyết định kiếm việc làm, nhà chồng trong một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh. Họ chia đôi, một nửa để ở, một nửa mở bán quán cà phê. Cả nhà gom góp được vài trăm nghìn mua chiếc tủ lạnh cũ. Đường và cà phê cũng được bạn bè giúp đỡ. Không có tiền thuê nhân viên, hai con lớn đang học cấp 2 phải dành nửa buổi phụ giúp mẹ bán hàng. Kể từ khi quán ăn được mở rộng, cuộc sống của gia đình 5 người cũng bớt khó khăn. Ba người con không còn phải mặc lại quần áo cũ của người khác cho, thì viện phí của anh Thắng không phải vay ngoài nữa. Thu nhập từ quán cũng giúp Stelana nuôi ba con trưởng thành, đều học đại học. Hai con lớn hiện mở quán ăn Nga tại Sài Gòn, còn cậu út theo học tại Canada. Cuộc sống được cải thiện, nhưng thử thách cuộc đời lại không chịu buông tha người phụ nữ Ukraine. Hơn 20 năm qua, ông Thắng đã có hàng chục lần nhập viện, vài lần thập tử nhất sinh và 4 lần bị đột quỵ, 2 lần liệt toàn thân, nhưng sau tập luyện lại đi đứng được. Lần gần nhất vào tháng 2 năm 2021, ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật lại bị tai biến ngay tại viện. Dịch COVID-19 bùng phát tại Hà Nội cuối tháng 4, người nhà không được vào phòng bệnh chăm sóc. Nằm liệt nhiều ngày, ông bị viêm loét lưng, tiếp tục phải chuyển viện để chữa vết thương trước khi ca mổ chính diễn ra. Ở lần đột quỵ này, có thời điểm ông hôn mê nhiều ngày, bác sĩ thông báo trả về lo hậu sự. Nghe tin, Stelana suy sụp, mọi cố gắng và hy vọng của cô dần như tan biến. Người vợ vào phòng bệnh, ngày ngày nắm tay chồng, nói về tình yêu ngày xưa của họ, về những đứa con đã trưởng thành, mong ngóng bố ra viện. Một lần, ông có phản ứng, nắm tay vợ rất chặt, Stelana quyết xin cho chồng ở lại điều trị tiếp. Tôi luôn tin sẽ có ngày anh ấy sẽ khỏe lại, cô thuyết phục bác sĩ. Con cái đều đang ở xa, những ngày chồng nằm viện, Stelana phải càng đáng mọi việc. Mỗi ngày cô dậy từ 5 giờ sáng, sang thăm chồng rồi về quán chuẩn bị đồ ăn phục vụ khách. Khi rảnh lại qua viện, rồi lại trở về quán làm việc, tất bật cho đến 12 giờ đêm. Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến hai từ bỏ cuộc. 20 năm đủ để thay đổi diện mạo của một thành phố, cũng có thể thay đổi số phận một con người. Nhưng với người phụ nữ này, điều không thay đổi là tình yêu dành cho người chồng Việt. Các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của các bạn bằng cách comment dưới video này nhé! Và đừng quên đăng ký kênh TGM News để cập nhật thêm nhiều tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế.